Mặc dù khóa học của chúng ta là một khóa học được ghi lại bằng video nhưng mình mình khuyên các bạn là gì? Chúng ta hãy luôn có một cuốn sổ để chúng ta ghi ngay những cái keyword quan trọng, những cái keyword mà mình nhắm đến, những cái keyword mà mình sẽ nhắc mọi người là cần ghi lại bởi vì nó thực sự quan trọng và cái việc ghi nó sẽ giúp chúng ta nhớ hơn. Ok em ạ. Còn video thì nó sẽ lướt đi rất là nhanh và có thể mọi người sẽ bị trôi mất. Gì cũng quan trọng. Đó, đó là cái nên ta học của chính bản thân mình. Mình luôn luôn ghi lại tất cả mọi thứ. Hôm nay thì chúng ta sẽ học vào cái phần đầu tiên. Đó là chúng ta cần phải hiểu được cái nền tảng và hành vi người dùng ở trên tiktok nó khác các nền tảng khác như nào. Thì từ đó chúng ta bắt đầu mới thiết kế ra được những cái video thực sự nó phù hợp được với người xem. Cái phần này thì các bạn sẽ học được những kiến thức như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ đi qua một chút về cái nền tảng của tiktok đối với các bạn mới, các bạn chưa thể hiểu được Hoặc là các bạn dùng TikTok nhiều đấy nhưng đôi khi các bạn không thể phân biệt được dày dòi, sự khác biệt giữa một cái content ở trên TikTok so với các content trên nền tảng khác như thế nào thì ở cái phần này chúng ta sẽ giải quyết với nhau cái vấn đề đấy. Cái thứ hai đó là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu, xem xem là những cái sai lầm cơ bản trong khi chúng ta làm video quảng cáo là gì hầu hết những người mới vào đều gặp phải, đúng không? À, quảng cáo của em không thắng tiền quảng cáo của em thì pay đắt, đúng không? quảng cáo của em chạy hình nó cắn rất là nhiều tiền nhận không ra đơn hay có những quảng cáo chỉ tỷ lệ click rất cao nhưng mà lại không thể chuyển đổi đó thì có cực kỳ nhiều những cái sai lầm ở trong cái cách làm video mọi người thì chúng ta sẽ cùng lượt qua một loạt những cái sai lầm đó để cùng nhau giải quyết rồi cái phần tiếp theo trong phần 1 này là chúng ta sẽ tìm hiểu hãy thực sự hiểu hành vi người dùng ở trên tiktok họ đang diễn ra như thế nào họ đang phản ứng với các nội dung ra sao và cái hành động của họ là gì thì từ đó chúng ta bắt đầu mình sẽ phục vụ được họ dễ gọi là đưa các thông tin bán hàng vào để mà À, gọi là chạy chuyển đổi được ok không ạ cuối cùng là những cái mẫu quảng cáo những cái concept quảng cáo có tỷ lệ chuyển đổi tốt mà mình đã từng tạo ra những cái video bán hàng ngàn đơn hoặc là thậm chí là những cái video viral tự nhiên bán được rất nhiều nhưng mà trong cái khóa này thì mình sẽ chỉ focus vào cái việc là tạo ra video ngắn để quảng cáo và thời lượng video đâu đó là chỉ khoảng 30 giây thôi